để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bộ kỹ năng và cái cách tăng kỹ năng của môn phái Thiếu Lâm theo dạng đao. Anh em cũng biết Thiếu Lâm nó có 3 hướng đi. Thứ nhất là quyền pháp hệ ngoại công, thứ hai côn pháp hệ ngoại công, và thứ ba là đao pháp hệ ngoại công. Thì chỉ có đao pháp nó sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm đánh xa, côn pháp của quyền pháp đánh cận chiến và đánh theo cái dạng xuống ngựa, ở dưới ngựa. Đao pháp thì chúng ta sẽ được đánh trên ngựa, nên là cái việc chúng ta sử dụng đao pháp sẽ rất là lợi thế cho cái việc câu kéo. Nên là video ngày hôm nay mình sẽ dùng cái cách đao pháp như thế này, mình sẽ tăng theo cái hướng Thiếu Lâm đao. Nói về Thiếu Lâm đao thì chúng ta sẽ thấy được cái đánh xa của môn phái này, đánh xa cầu kéo rất là tốt, ở trên ngựa nữa chạy rất là nhanh, rất là khó bắt Thiếu Lâm đao. Và anh em cũng biết là ở bên phiên bản PC, Thiếu Lâm đao là một trong những cái lựa chọn rất là nhiều của anh em. Cầu kéo có, chống đỡ có luôn, nó rất là trâu anh em, cực kỳ trâu. Qua cái bản mobile này thì Thiếu Lâm đao mình nghĩ là anh em nên build full đao, nó sẽ cực kỳ ok. Còn nếu như anh em muốn build theo cái dạng mà tăng cơ thì mình nghĩ anh em sẽ chơi côn pháp, nó sẽ rất là khủng khiếp luôn. Giờ mình đi sơ qua cái bộ kỹ năng của môn phái Thiếu Lâm trước nha. Chiêu đánh thường của Thiếu Lâm đó chính là vô tướng chạm. Cái chiêu này sẽ đánh xa, và khi mà chúng ta đánh trúng đối phương, chúng ta sẽ có thể gây cho đối phương tỷ lệ thọ thương và tỷ lệ làm chậm. Thọ thương làm chậm là sao? Bây giờ mình sẽ đánh thử vào một cái nhân vật mắm mèo. Anh em có thể nhìn thấy nhân vật mắm mèo của chúng ta đang bị dính băng, thấy không? Thấy màu xanh xanh không? Bị dính băng là đang bị dính tỷ lệ làm chậm lên em. Theo như mình thấy và anh em có thể nhìn thấy, môn phái Thiếu Lâm là một trong những môn phái có khả năng chơi ra hai khống chế. Một là khống chế thọ thương, hai là khống chế làm chậm. Cái thọ thương này mình nghĩ nó giống như là bị thương anh em, nó sẽ làm cho nhân vật đối phương có thể bị khựng lại. Còn cái hàng làm chậm này nó sẽ làm cho đối phương đi chậm lại. Đó. Chiêu đầu tiên chủ động là chiêu bất động minh vương. Khi mà chúng ta tăng cái bất động minh vương này thì chúng ta sẽ tăng cái khả năng phản đòn của chúng ta. Phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa và tăng kháng tất cả, với lại giảm sát thương nữa, cực kỳ lợi thế luôn nè, quá ngon luôn. Môn phái Thiếu Lâm đánh từ xa nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một số lượng phòng thủ nhất định. Đó là cái việc mà anh em mà sử dụng môn phái Thiếu Lâm mà chúng ta muốn cầu kéo đối phương á, chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó mà giúp cho chúng ta có thể trâu bò hơn xíu, đúng không? Đã lên full đao mà chúng ta không có một cái gì đó mà thủ chút xíu thì nó cũng kỳ. Đó là anh em có thể là lưu ý cái chiêu này. Còn cái chiêu này có nên tăng cho những anh côn pháp hay không thì cái đó mình sẽ làm sao. Rồi, chiêu số 2 là sư tử hống. Sư tử hống này nó sẽ giúp cho những kẻ địch ở trong vòng sư tử hống có khả năng bị không chơi lại, bị choáng trong vòng 2 giây. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Giờ mình sẽ đứng ở giữa đây và chơi sư tử hống. Anh em có thể nhìn thấy dính đam nha, có thể dính đam. Bây giờ là mình đứng ở đây để coi coi cái trụ ở dưới đây nó có dính đao hay không, nó có lan hay không, hay là nó chỉ dính một mục tiêu thôi. Đó, nó dính lan luôn bên em, rất là hay nha. Chiêu này nó sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm có thể khống chế đơn mục tiêu, cũng có thể khống chế đa mục tiêu. Nếu chúng ta solo thì bập cái chiêu này lên thì đối phương trước mặt của chúng ta hay là trong phạm vi nào đó cũng có khả năng không bị khống chế, đúng không? Khá là ngon ấy. Tiếp theo là tam giới quy thiền. Đây là một cái chiêu gây ra cho đối phương 5 đam theo hình quạt, nó chém 2 lần á, 5 đao, thấy không, 5 đao 2 lần. Thì cái chiêu này nếu như mà anh em chơi theo đường đam thì chắc chắn anh em phải tăng mát rồi. Hiện tại mình đang hướng dẫn anh em, chia sẻ với anh em về cái cách tăng theo đường đao nha. Tăng đam luôn. Đây, đó, đam khá là to anh em, đam khá là to. Nếu như mà chúng ta đứng gần đối phương thì đối phương khả năng sẽ ăn chọn 5 đam, chọn 10 đam lắm chứ sao 5 đam nổi, đúng không? Giờ đứng kế nè, nó giống như
chắc nó cũng giống như cái băng rồng ấy, chắc nó cũng giống như cái băng rồng vậy đó anh em. Khi mà đứng gần đối phương thì chặt đam hay bị thốn á, thì mình sẽ đứng xa tí. Là nếu mà đứng xa thì dính nhiều, chỉ một đam thôi. Nếu mà mình đứng gần thì nó sẽ có thể dính đam nhiều hơn. Cái chiêu này giống như là cái chiêu hạng long hù hối, kháng long hù hối của con cá bang vậy đó. Càng đứng gần thì đam càng to, nó kiểu kiểu vậy đó anh em. Ok ha. Chiêu bị động đầu tiên, giật dịch cưng kinh. Chiêu này sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm tăng hiệu suất phục hồi, tăng phản đòn cận chiến, tăng phản đòn tầm xa. Rất là ok luôn, quá ngon. Như Lai Thiên Điệp, chứng phái của Thiếu Lâm ở bên bản PC. Đây cũng là chứng phái luôn rồi, chắc chắn sẽ tăng mát. Sinh lực cơ bản, sinh lực tối đa và kháng tất cả. La Hán Trận, giúp cho bản thân đồng đội tăng phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa. Đại Thừa Như Lai Chú sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm khi bị tấn công sẽ có xác suất búp lên cái chiêu sự tự hống 2% khi mà bị đánh, đúng không? Rồi cấp thi triển giãn cách 9 giây. Cấp thi triển này mình nghĩ là nó sẽ sử dụng cái cấp này, ví dụ cấp hiện tại mình đang là 10 đúng không, nó sẽ trừ 2 đi là cấp mình nó sẽ ít lại, này nó tự động búp mà. La Hán Kim Thân, khi mà Thiếu Lâm bị tấn công có tỷ lệ búp lên cái chiêu Minh Kính Vô Đài. Khi mà trong cái trạng thái này chúng ta sẽ có thể tăng phản đòn cận chiến và tăng phản đòn tầm xa. Anh em có thể nhìn thấy, nhìn sơ cái bộ kỹ năng của môn phái Thiếu Lâm này, anh em cũng biết là lấy bản thân mình, lấy cái phản đòn làm chủ đạo, đúng không? Cực kỳ khủng khiếp luôn. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang build theo cái dạng đam cho môn phái Thiếu Lâm này, thì chúng ta sẽ tăng như thế nào? Đối với Thiếu Lâm đao và những anh em nào mà thích chơi đao á và Thiếu Lâm á, thì đầu tiên anh em nên tăng đó chính là vô tướng chạm, tăng chúng ta tăng đánh thường sẽ ok. Rồi nếu như mà lên 6x thì tăng thêm Thiếu Lâm đao. Thiếu Lâm đao pháp sẽ hỗ trợ cho chiêu vô tướng chạm. Như Lai Thiên Điệp chắc chắn phải tăng. Tam Giới Quy Thiền chắc chắn phải tăng, tại vì đây là một chiêu đam mà. Rồi sao nữa, Sư Tử Hống nó gây ra đam nè, chúng ta cũng phải tăng nha. Đó. Rồi còn Bất Động Minh Vương thì sao? Bất Động Minh Vương mình nghĩ dư điểm hay tăng, tại vì nhân vật của chúng ta là một nhân vật full đam, nên là cái việc chúng ta sử dụng những cái chiêu mà gây ra đam cho đối phương là cần thiết. Cái chiêu số 3 là một cái chiêu gây ra đam rất là to nếu như áp sát đối phương. Và chiêu số 2 vừa gây ra đam và vừa khống chế đối phương cũng là một trong những cái mà rất là hay của con Thiếu Lâm đao này. Khi mà chúng ta tăng 18 điểm thì khả năng choáng của đối phương sẽ bị tăng lên rất là nhiều. Ngoài ra thì đối phương sẽ bị dính choáng nữa, đúng không? Sẽ bị dính sát thương nữa. Nên là cái việc mà mình tăng full nam là mình sẽ tăng như thế này. Còn nếu như mà mình lựa chọn Thiếu Lâm để đi theo đường tăng á, là mình sẽ lựa chọn đi cồn pháp nó có lý hơn. Video sau mình sẽ nói về cồn pháp nha. Rồi qua cái tiềm năng thì sao? Tiềm năng đối với Thiếu Lâm đao thì mình sẽ ưu tiên là full sức mạnh luôn, mình không tăng sinh khí. Tại vì anh em có thể nhìn thấy hiện tại là máu của chúng ta là 48k, quá ghê, 48k. Cái Như Lai Thiên Điệp này ngoài cái việc tăng sinh lực cơ bản của chúng ta phần trăm nha, nó còn tăng cứng luôn sinh lực tối đa, là chúng ta tăng cái chiêu này mà chúng ta có 10k máu. Rồi nếu như mà chúng ta sử dụng những món đồ mà tăng sinh khí nữa, đây nó sẽ giúp cho máu của chúng ta rất là nhiều. Nên là cái việc mà chúng ta tăng tiềm năng thì mình thấy nên tăng full sức mạnh sẽ ok. Còn anh em nào mà muốn theo cái dạng mà mình có chút xíu né tránh nữa, anh em có thể build thêm miếng thân pháp. Còn anh em muốn chắc chắn hơn tí nữa, anh em có thể build theo 3 sức mạnh, 1 sinh khí và 1 thân pháp. Còn không nữa, anh em có thể build thân pháp cộng với cái đồ của mình khoảng 250 điểm. Rồi còn dư thì mình sẽ chia làm 3 phần cho sức mạnh và 2 phần dành cho sinh khí. Nó sẽ giúp cho thằng Thiếu Lâm vừa câu kéo mà vừa có đà miếng. Anh em nào tức tay luôn muốn chơi full nam thì cứ quất full, full sức mạnh luôn, khỏi nghĩ nhiều, đúng không? Rồi còn ngũ hành thì sao? Ngũ hành thì mình cố gắng mình chơi theo full ngũ hành nha anh em. Rồi mình sẽ có thể sử dụng cây đao gây tỷ lệ thọ thương, thời gian thọ thương càng tốt, và vật lý ngoại công. À, ok, nó sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm nó sẽ tăng đạm hơn. Cái áo cũng hệ kim luôn đó, anh em cũng có thể sử dụng tỷ lệ thọ thương và thời gian thọ thương cũng được.
anh em cố gắng là kích hoạt theo ngũ hành, tại vì khi mà kích hoạt theo ngũ hành chúng ta sẽ có thể có ít nhất là 120 điểm sức mạnh. Đây 100 điểm mà này 20 điểm, 120 điểm sức mạnh, 120 điểm chí mạng, 120 điểm sinh khí, 120 điểm né tránh và 120 điểm nội công. Đây là cái hệ ngoại công nên là cái việc nội công của chúng ta bỏ luôn cái 20 điểm này cũng không sao, không sao cả. Nên là khi mà chúng ta build ở dòng trong như thế này nè, anh em có thể loại bỏ một cái hệ hỏa đi, ví dụ hệ hỏa. Tại vì mình thấy bây giờ là có rất là nhiều hệ thổ và hệ thủy đúng không? Nên là chúng ta có thể bỏ đi cái ngọc bội hệ hỏa, tại vì ngọc bội hệ hỏa nó sẽ thời gian thọ thương giảm nè, nó thiên về hệ kim hơn. Nên là chúng ta bỏ này, chúng ta có thể sử dụng là hệ mộc để nó giảm đi cái tỷ lệ gây choáng nè. Này hệ mộc này giảm tỷ lệ gây choáng hay không? Hoặc là chúng ta sử dụng hệ thổ để giảm đi cái tỷ lệ làm chậm của môn phái Nga Mi. Đó, cái đó là tùy anh em build nha. Ba những thuộc tính dành cho món đồ của chúng ta, anh em nếu có như có nhiều sức mạnh thì build sức mạnh, tại vì đây là cái đường đam của chúng ta, chúng ta tăng hiệu đường đam. Sức mạnh có nhiều thì tăng sức mạnh, tấn công có nhiều tăng tấn công. Rồi phản đòn có càng tốt. Thân pháp, những cái chỉ số tăng về tiềm năng của chúng ta, nếu có thân pháp, có sinh khí, có sức mạnh thì quá tốt luôn, quá tuyệt vời luôn anh em, cực kỳ ngon luôn. Rồi bí kíp thì sao? Bí kíp của Thiếu Lâm, mình chỉ gợi ý những cái cuốn bí kíp cực thôi nha. Thiếu Lâm bí kíp cực đó chính là liên hoàn kiếm pháp, sẽ giúp cho Thiếu Lâm tăng được tấn công, tăng kháng tất cả và tăng kháng chi mạng, giúp cho bản thân của mình nó châu châu tí. Đại lực kim trang chỉ sẽ giúp cho chúng ta tăng vật lý ngoại công, vật lý nội công và bỏ qua kháng kim, tỷ lệ thổ thương nữa. Ok anh em, wow ok. Rồi nếu như mà anh em đã build full nam luôn thì mình nghĩ anh em nên build theo cái này nữa. Sát thương chí mạng, đỡ đầu miễn thương. Đó, cái này nè, thác cốc thủ nè. Rồi, nếu muốn build một chút ít mà chúng ta né tránh hay là chúng ta về phòng thủ, anh em có thể sử dụng phiêu tức trưởng, tăng đỡ đòn như lại bỏ qua né tránh. Còn ở trong cái giai đoạn mà quá nhiều hệ thổ đi, anh em có thể sử dụng cái này, sư tử hống, để giúp cho chúng ta giảm đi cái thời gian gây choáng của những môn phái hệ thổ, tăng tấn công kháng tất cả cũng ok đúng không? Rồi, một cái nữa là cái chiêu này, phức huyệt thủ, cái bí kíp này, chúng ta sẽ có sát xuất kháng đi cái tỷ lệ choáng của đối phương. Thì nếu như mà server nào quá nhiều môn phái hệ thổ thì anh em có thể cân nhắc lên hệ cơ cuốn bí kíp thổ này. Rồi ok, đó là cái cách mà mình tăng môn phái Thiếu Lâm Đao, thì chắc chắn là mình sẽ không hiểu rành bằng những anh em là thường chơi Thiếu Lâm Đao đâu. Nên là những anh em nào mà thường chơi Thiếu Lâm Đao có những ý kiến khác thì anh em nhớ comment phía bên dưới nha. Mình chỉ là nói theo cái dạng mà mình phân tích ra theo logic của mình và mình hướng dẫn cho anh em cách tăng này. Hy vọng là sẽ giúp cho anh em tiếp cận dễ hơn về cái môn phái Thiếu Lâm này. Sau này anh em đã quen về môn phái Thiếu Lâm này, anh em có thể tự chế biến cho nhân vật của mình nó tốt hơn. Và đặc biệt là anh em nào mà chơi môn phái Thiếu Lâm này, anh em có thể rõ môn phái này á, anh em nhớ comment phía bên dưới hỗ trợ giúp mình nha. Và nếu như mà có anh em Thiếu Lâm Pro nào nữa, anh em muốn lên TV, muốn mình live stream đi tống kim, anh em chủ động nhắn tin vào fanpage và cái Zalo mình thường để ở chỗ này, hoặc là thường để ở phần mô tả, anh em chủ động nhắn tin cho mình, chứ mình không chủ động nhắn tin nha anh em. Cố gắng anh em nếu như mà muốn chia sẻ những gì anh em biết về Thiếu Lâm á, thì anh em có thể nhắn tin vào fanpage hoặc là Zalo cho mình biết nha. Rồi ok, video nói về kỹ năng của môn phái Thiếu Lâm đến đây thôi. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.